Hello, chào anh em. Hiện nay đang có cái chương trình khuyến mãi nhân dịp của Quốc khánh 2/9. Anh em nhanh tay đăng ký tài khoản đầu tiên sẽ được nhận 30k QR, không giới hạn lượt rút anh em nha. Ok, vậy thì anh em đừng có tiếc gì, vào link dưới phần mô tả mình đã để ghim sẵn thông tin chi tiết dưới đó rồi. Anh em sẵn bấm và đăng ký kênh để nhận được chương trình khuyến mãi ngày Quốc khánh mùng 2/9. Ok, chào anh em nha. Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách sử dụng cái kết quả trước để có thể là bắt được kết quả phiên tiếp theo ra, được chưa? Tức là mình bắt cái tiếng mà mình đang chuẩn bị là đi 4 bào ấy. Đó. Một cái phương pháp chơi tài xỉu thắng cao, có thể là đến cái kết quả chính xác cao như vậy thì mình phải dùng cái kết quả trước đó để mà soi, đúng không? Đấy là những cái ván chơi trước, ví dụ là nó ra ví dụ như là trọng tài 12 thì đây là cái điểm xí ngầu của nó, ví dụ như là 4 này, 5 này và 3, đúng không? Đấy, 5 và 3, đây là bằng trọng tài 12 này. Đấy, thì mình sẽ phân tích đến cái điểm xí ngầu, cái điểm phiên ở trong này, đúng không? Thì anh em chơi ít nhất từ 4 đến 5 ván trở lên thì mới có thể sử dụng được kết quả trước đó, đúng không? Thì nó kiểu là mình nhập tâm vào cầu rồi ấy, khi đó mình sẽ dễ dàng là có thể là bắt được những cái sau. Thì chẳng hạn tất nhiên là ai vào mà tất nhiên là thấy con tài 12 này, nhưng bắt luôn được con tài 12 nữa được, hay là bẻ luôn được con tài 12 xuống xỉu, đúng không? Không bao giờ làm như vậy anh em nhá, đánh như vậy là mình láo ngay. Đấy, nói chung là khi mà mình để mà bắt được kết quả cái tỷ lệ hợp lý cũng như là chuẩn này thì anh em quan sát từ 3 đến 4 tay cho mình. Đấy, ít nhất là 3 tay nhá. Ít nhất là 3 tay thì lúc đó thì cái tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn rất là nhiều. Và bởi vì những cái, bởi vì khi mà chơi hay là quan sát 1 đến 3 ván thì không thể nào mà không tìm ra được cái quy luật chạy của nó. Ví dụ là mình đang bắt theo, ví dụ như ngày xưa mình hay tính theo kiểu là chẵn xỉu mà lệ tài, đúng không? Hay là thuận nghịch, thì mình có phần cần phải quan sát và áp dụng tính là từ 2 đến 3 tay thì mới tìm ra được cái kết quả nó chạy theo cái nghịch như thế nào, nó là đảo nghịch, đúng không? Thì khi đó thì anh em có thể là từ tay thứ 4, thứ 5 đi thì nó sẽ dễ dàng hơn, và cũng như kiểu là mình chơi nó sẽ nhập tâm hơn vào cầu đấy thì nó sẽ bắt dễ hơn. Thế chứ mà càng chơi nhiều ván thì cũng không khả năng là cao đâu, nhưng mà chơi nó phải để ý được là cái điểm nó chạy này, đúng không? Cái điểm mình soi xuống đầu này, phải quen rồi thì nó sẽ là dễ dàng. Khi mà anh em chơi ấy, thì chỉ cần lưu ý cho mình với chơi tài xỉu online hay là trực tiếp ở ngoài thế thôi, thì nhiều người ưa chuộng cái một cái cách chơi mọi lúc mọi nơi, đó là anh em hay là soi cái điểm phiên với tài xỉu phiên trong tài xỉu ấy. Ví dụ như là 12 này, 11 này, 9 này, 13 này, 14 hoặc là đây là con tài 15. Thì ví dụ đây là mình đang lấy ví dụ anh em nhé. Đây là mình đang lấy ví dụ thì anh em hay so với cái sự phiên, được chưa? So với cái sự phiên này thì anh em hay so nhìn theo ví dụ là nhiều ông bà tốt hay so là ví dụ đang nhìn thấy cầu là 212 rồi, nhưng mà thực tế 212 nó sẽ không xảy ra ở đây thì nó xảy ra là chợ 213, đúng không? Đấy, thế là vì thế mình cần phải soi thêm chỗ nào nữa để có thể là nhìn thấy được là con tài này là sao lại mọc trên ở đây, đúng không? Tại sao nó không chạy 212 nó chạy ra là 213, được chưa? Thế thì mình cần phải soi thêm một cái nữa, đó là cổng phiên, đó là ví dụ khi mà nó chỉ là như là 23 cái cổng phiên ở đây. Anh em có nhận ra cái phương tổng của hai cái cổng của cái điểm số của lại đấy, nên là cần soi hai cái điểm này nữa. Nếu như mà nó chênh lệch, ví dụ là cái điểm tài đang thiếu ngon thì điểm xỉu đang thiếu thì tức là nó sẽ hồi được tài, nó sẽ hồi một trên tài ấy thôi, đúng không? Đó, nên là vì thế khi mà chơi anh em ít nhất là phải soi hai điểm thì xỉu phiên hoặc là cái tổng phiên cùng một lúc thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả anh em nhé, chứ đừng mà soi một cái riêng như là chỉ phiên
hay là hôm nào mình soi cái đĩa xí ngầu này, soi xí ngầu riêng thì nó sẽ không có cái tỷ lệ đặt cao đâu như vậy. Nên là khi thế mình chơi thì tốt nhất là mình sẽ soi hai ít nhất là hai đĩa cùng một lúc cho mình nha. Thông thường mình chơi ấy, mình tối đa mình có thời gian 60 giây thì mình thời gian mình có thể soi được 3 đến 4 cái nhạc cái đưa ra để mình có thể có đưa điểm chính xác cao được anh em nha. Và đây mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em thêm một cái điểm soi chín ngầu nó sẽ hữu ích khi mà anh em gặp phải những cái điểm chín ngầu đấy, anh em phải bỏ ra làm cái tiếng kết được nha. Mình chỉ quên anh em là tiếng kết là một cái tiếng mà anh em thì đi tầm 2-3% vốn thôi, tối thiểu 50% vốn được lại. Không khuyến cáo anh em là đi cất tay anh em nha, tiếng kết chỉ nên là đi 50% vốn được lại thôi, nặng là gọi là to lắm rồi nha. Đến kết khi mà soi điểm chín ngầu thì ví dụ như là 4, 5, 6 là tài 15 đúng không? Phân tích cho mình ở chỗ này là ví dụ từ con chín ngầu 3 đổ xuống 3, 2 và 1 thì đấy là chín ngầu xỉu. Còn 4, 5 và 6 ở đây đấy là chín ngầu tài. Thì khi mà ba điểm chín ngầu tài này nó lên này đúng không? Thì đều nằm ở tài. Thì anh em sẽ bắt nó lại con tài này, anh em phải bắt ở xỉu cho mình, được chưa? Đấy, 15 thì nó xuống xỉu bất kỳ, 15 xuống được xỉu 10, xỉu 8, 7, nói chung là xuống nhiều nào nhưng mà biết là xỉu được đúng không? Cái tỷ lệ phần trăm của xỉu nó rất là cao, từ 90-95%, được chưa? Còn ví dụ như là đây, đây là 3, 4, 5 thì đây là một con tài 12 đúng không? Thế thì một điểm xỉu và hai điểm tài, thì hai điểm tài nó sẽ xuống hai điểm xỉu và một điểm tài, một điểm xỉu nó lên một điểm tài, thì tức là hai điểm này nó xuống xỉu rồi thì nó sẽ lại là xỉu thôi đúng không? Ok, thì cái tỷ lệ 3-5 này này nó xuống xỉu là cũng là 85-90% nó sẽ tỷ lệ xuống xỉu nha. Còn cái phần trăm còn lại là trong cái trường hợp là nó đang theo dạng là cái cầu bị, nó sẽ theo xuống chạm cầu, ví dụ là cái điểm tài nó đang thiếu thì nó sẽ vẫn là nằm tài, còn không thì cứ bình thường cứ cân đối như này thì nó sẽ hồi về xỉu anh em nha. Hai tiếng này có thể bỏ ra tiếng kết này, hoặc là xí ngầu 1, 2, 3. Đấy, 1, 2, 3 thì đây là xí ngầu 3 điểm xỉu đúng không, đầu 6 thì cái tiếng này 3 điểm xỉu anh em bắt điện tài cho mình đó. Đúng không? Anh em nào mà chơi nhiều bộ môn tài xỉu online thì anh em để ý là 6 lúc nào lên được tài đúng không, 6 lên tài 11 lên tài 15, nói chung là 6 là một cái điểm phiên lên được tài rất là đa dạng anh em nhé. Anh em có thể là quan sát rồi anh em sẽ thấy được là con 6 lên rất là nhiều điểm tài. Hôm nào mà nó ở xỉu chỉ đó chỉ có một là 6 kép thôi đúng không? Đây là trường hợp đấy anh em mà quan sát thì lưu ý từ 90-95% là 1, 2, 3 thì nó sẽ là lên tài cao hơn rất là nhiều nhé. Ok, thì đây là một trong những lưu ý quan trọng khi mà chơi tài xỉu và cũng như là chia sẻ thêm cho anh em một cái mẹo nhỏ để có thể là bỏ ra tiền kết khi mà anh em soi cái điểm xí ngầu anh em nhé, điểm phiên đấy, số xí ngầu đây đấy. Ok, thì chúc anh em may mắn, thì mình sẽ tạm dừng video đây và hẹn anh em vào video lần sau. Chào anh em nhé.